Rồi, vậy thì các em coi tôi trình bày ha. Tìm tất cả các số tự nhiên ha. Số tự nhiên có hai chữ số, số AB sao cho AB bình lên trừ BA bình ngược lại, hai số này ngược lại bình phương lên, số này có hai chữ số đó. Khi bình lên đó ngược lại thì ra đáp số là 2376, đúng không? Vậy thì trước tiên các em sẽ xử lý bài tập này như thế này. Bài này các em sẽ vận dụng bảng thế bồ để làm nha. Menu 8 hoặc là menu 8 dùng bảng thế bồ nha các em nha. Vậy nhưng mà trước tiên các em phải biến đổi A theo B hoặc B theo A, giống như các em làm mà biểu diễn X theo Y hoặc Y theo X nha. Vậy thì trước tiên các em nè. Nha, các em biến đổi nè. Em coi ha. Trước tiên thầy viết cái này cái đề này trước. AB bình ha, trừ BA bình, cái này trong toán chương trình toán lớp 8 thầy vẫn vẫn dạy về toán đố thầy nó nói cái này cũng khá là nhiều ạ. Nha. Ở đây các em, đây là số có hai chữ số nha, đúng không? Đây là số có hai chữ số này. Đó, vậy mình sẽ tắt ra ha. Vậy là A là hàng chục, đúng không? Mình sẽ tắt là 10A cộng B. Tất cả bình. Đó, mình sẽ biểu diễn nó ra ha. Rồi B cộng A thì lúc này B nó trở thành chữ số hàng chục. Vậy các em sẽ tắt ra là bằng 10B cộng A. Tất cả bình phương, đúng không? Bằng 2776. Thấy chưa? Trời ơi, tới đây thì theo thầy nghĩ là cái nếu em nhìn được điều này thì bài toán trở nên dễ rồi đó. Rồi em khai triển hẳn thức ra. Đây có phải là 100A bình phương không? Cộng 20AB không? Đó, cộng B bình phương không? Đúng không? Rồi, vậy thì ở đây tiếp tục mình khai triển hẳn thức ra nè. Trừ 100B bình phương nè. Phá ngoặc đổi dấu luôn nhé các em. Trừ 20AB nè. Đó, rồi trừ cho A bình phương nè. Đúng không? Bằng 2376 chứ đúng không? Để viết trên cái đề này bị sai đúng không? Chỉnh lại chút xíu này nha. 2376. 2376 nha. Rồi tới đây các em thu gọn đi nè. 100A bình. 100A bình trừ đi A bình thì bằng 99A bình, đúng không? Đó, rồi 20AB trừ 20AB hết nè. Rồi, trừ 100B bình với cộng B bình thì trừ 99B bình. Trời ơi. Đúng không? Vậy thì bằng 2376. Trời ơi, tới đây mình biểu diễn A theo B, B theo A là cực kỳ đơn giản rồi, đúng không các em? Đấy, thầy biến đổi cho các em coi ha. Rồi. Thì biến đổi nè, biến đổi A theo B, B theo A cũng được ha, tùy các em ha. Thì sẽ biến đổi là vậy thì A bằng đó, vậy thì ở đây là 2376 thì viết lại nè, trừ 99B bình nó chuyển qua là cộng 99B bình phương nhân 99 của A bình phương, nó chuyển qua là chia 99. Ở đây là A bình phương đúng không, mà nó là số tự nhiên là nó ngoài thì sẽ lấy căn lên không có lấy giá trị âm nha. Đó, tại vì số tự nhiên nó có số âm đâu đúng không. Vậy thì bỏ bình phương đi thì lấy căn lên. Thấy chưa? Rồi, trước đây các em dùng bảng thế bồ em chạy thôi. B cái đằng sau là B, B mình thay là bằng x đó các em. Thì chắc x đó, chắc ăn ở đây là từ số 0 đến số 9 thôi chứ nhiều nữa. Mà lập bảng một phát một ra rồi. Ở đây mấy con rút máy tính ra. Nha, cái này các em kỹ năng chuyển vẽ cái này cơ bản đúng không? Trừ chuyển qua là cộng thôi, đúng không? Nhân chuyển qua là chia, rồi bỏ bình phương thì lấy căn lên thôi. Rồi sau đó các em bấm menu. Menu 8. Nha. Rồi em sẽ ra bảng f(x), rồi em sẽ thay vô căn, căn nha, 2376 nè cộng 99B bình phương phần 99 đúng không? Đó. Nhưng mà chữ b thì khi làm bằng thế bồ thì phải thay bằng chữ x đúng không? Đó, lúc này mấy con phải thay chữ b bằng chữ x nha. Đó, chữ b là chữ x đó. Đó, x bình phương đúng không? Vậy thì x chính là b, còn fx á, fx chính là giá trị a đúng không? Thì tô cùng màu cho mấy đứa dễ nhìn nè. Rồi fx chính là a đúng không? Và cái màu cam ở bình phương á chính là b đó ha, x chính là b đó. Rồi sau đó mình xử lý thôi. Rồi rút máy tính ra các em, Casio và Vinaphone làm đi ăn nhau hết nha. Còn đây thì các con tự rút máy tính nha. Bảng thế bồ thì các em học trên kênh của thầy, thầy đã hướng dẫn bảng thế bồ rất nhiều rồi đó ha. Đầu tiên mở máy ra bấm menu 8 đúng không, rồi sau đó bấm phân số vô. Ồ, nó canh trước chứ đúng không, bấm canh vô trước, nhập nguyên cái đó vô cho thầy, nhập vô bấm phân số vô 2376 nha, 2376 cộng 99 x bình phương phần 99, bấm bằng ra gx, các con đừng nhập cái gì hết nha, bấm bằng ra star.
B B là chữ số hàng, nếu mà lật mặt này là biến thành số 0 hả, thì cũng thấy vô lý đúng không? Nó nếu mà B thì cứ cho chạy đường số 0 luôn đi. Còn nếu không được thì mình xử lý sau, có sao đâu. Chạy không cả. Tới số 9 là tới đa chắc anh là tới 9 rồi. Rồi nhập ra. Rồi các em thấy cái giá trị nào nguyên thì mình chọn được không? Rồi ok. Không nó ra lại quắc là 4,8 loại là không được. Rồi các con nào được nè. Được mấy? Mấy đứa để ý nè. A và B chắc ăn nó phải thuộc số tự nhiên nha. Đó thì mở ngoặc ra nè. A và B phải thuộc số tự nhiên. Đúng không? A B phải thuộc số tự nhiên người ta yêu cầu nè. Đúng không? Rồi ok, vậy thì chắc ăn cái này các em sẽ lấy được đáp số nè. Các em nhìn vô bảng thấy bồ các em thấy không? Cái dòng thứ hai nó 1 năm thấy không? Đó, star thì sẽ bắt đầu nha. Star bắt đầu là 1. Đó là 0 chứ. Rồi in. Kết thúc là chắc ăn là chữ số 9 rồi. Đúng không? Ra được kết quả. Được kết quả FX đó, FX là số 1 đó, đúng không? À, FX bằng 1. À, rồi bên này là xin lỗi x chứ, x x chỉ là bằng 1. X bằng 1 chính là y đó các em, là b chứ, đúng không? X bằng 1 nè. Thì bên này nè mình sẽ có bảng FX nè. À, 1 FX, FX em nhớ chính là a nha. Đó, 5. Đó, rồi dời xuống. Ồ, được đáp án tiếp theo. Em dời xuống tới x bằng 5 á thì được đáp số bằng 7 đó các em. Thấy chưa? Dời xuống nữa coi còn không? 6 không được, 7 bên kia 8 phải mấy lẻ. Rồi, 9, 10. Rồi hết rồi, đúng không? Vậy được hai kết quả nha. Kết quả lúc này mình sẽ kết luận, lúc này mình phải kết luận này nha. Vậy. Vậy gì đây? Số tự nhiên cần tìm. Vậy số cần tìm đi. Lúc này nhớ sắp xếp lại nha, là số thứ nhất là các em nhớ nè. Tìm số tự nhiên có hai chữ số là cái số AB nha, số AB nha, chứ không phải là số BA nha. Vậy thì em nhớ nè, A đó chính là FX đúng không? Rồi B chính là X đúng không? Vậy thì đây là A nè. Còn đây chính là gì? B nè, số đầu tiên là số 51. Và số tiếp theo là 75. Đây là hai số cần tìm. Rồi mấy con thử là cầm máy tính đó cả. Đấy, thử lại có làm đúng không? Mình làm xong mình thử. Rồi đi reset lại máy đi, menu 1. Cái mình lấy 51 bình. Đúng không? 51 bình. Mình trừ đi 15 bình phương, nó ngược lại đó. 15 bình phương đó, phải ra đáp số vậy không? Nha, mình thử này coi đúng không? Nhớ nhiều lúc mình làm sai hay sao? Đó, mình lên coi có phải ra 2376 không nha. Thì bấm băng này nè. 2376, chính xác luôn các em. Rồi cái số tiếp theo là 75 đúng không? Thầy lấy 75 bình phương. Các em thử lấy máy tính bấm lại 75 bình. Trừ 57 bình. Trừ 57 bình phương. Bằng 2376 luôn. Ok, mình có hai đáp án nha. Tìm số dư của một phép chia 23 mũ 2022 cho 2019. Ở đây thì cho mấy đứa đáp số luôn nha, 1219. Bài này các em có hai cách giải. Một là em dùng phương pháp đồng dư thức để em xử lý nha. Hai là em sẽ dùng định lý hàm Euler để xử lý ha. Lúc nãy thầy đã thử nhắc phải hơi Euler nhưng mà thầy đấy cũng mũ đồng dư nó cũng lớn nha. Rồi tìm số dư của phép chia 23 mũ 2022 cho 2019 nha, thì sẽ làm phương pháp đầu tiên nha, thì làm thử cách một trước đi ha. Thầy sẽ làm đồng dư ha, thầy nâng mũ từ từ lên thôi. Trước tiên mấy con phải tạo hình chiến thuật tí. 2020 á thì mấy con sẽ tắt là bằng 2000 cộng 20 đúng không? Đó, rồi phải giờ phải nâng từ mũ 20 lên trước coi. Mình thấy 23 mũ 20 chia cho 2019 là máy tính làm được không nha. Mấy con dùng Casio Vinaphone đều tìm được đồng dư hết nha. Còn ở đây thì làm Vinaphone nên thầy sẽ bấm phím 1 nha. Còn các con nào Casio thì dễ rồi đúng không? Thì con nhập nhập phím nó vô rồi con bấm alpha pha phân số rồi con nhập số số chia vô là ra thôi đúng không? Đó, còn đây thì làm trên Vinaphone nha. Rồi vậy thì để bấm lại nha. Cái học cái bài này mấy con bấm đồng dư phải nhanh rồi chứ đúng không?
Rồi, ok, tự nhiên thầy có cái căn đây ta. Để bấm lại ha. Rồi thầy thử ra nha, thầy thử ra 23 mũ 20 coi được không nha. 23 không được thì nhân mũ từ từ lên. Đó, 20 nha. Tí thầy sẽ bấm máy tính ở ngoài cho nhanh nha mấy đứa. Mấy đứa từ thầy không chiếu lên nữa. Thầy bấm một vài con đầu thôi. Không được. Mũ 20 không được thì mấy đứa nâng thử mũ 10 coi. 20 mũ 10 coi. 10 không được thì xuống mũ 5. Mũ 10 ngay 20 mũ 10 coi được không nha. Ô, lỗi cái gì đây? À, chắc cho thầy chưa đóng hoạt quá. Ồ, không được rồi. 23 mũ 10 cũng không được luôn. Vậy thì thầy phải giảm xuống mũ 5 rồi. Mũ 5 không được nữa thì về mũ 2 đây mấy đứa. Mũ 5 thì được, rồi mũ 5 cũng ra số. Wow, trời nó to. Rồi vậy thì làm từ mũ 5 ha. À, ta có 23 mũ 5 đồng dư với số. À, trời ơi nó đồng dư số hết tồn luôn trời. À, 1790. Mấy con có thể mấy con nào khác thầy cũng được nha, chứ không phải lúc nào mà giống thầy nha. Đó, modem 2019. Rồi nâng lên mũ mũ 10 đi. 23 mũ 5 à, lúc này để đồng dư là 1790 mũ 10 đi. À, mũ 10 thì có nghĩa là không, có nghĩa là 25 23 mũ 10 là tất cả mũ 2 lên thì bên tay phải là mũ 2 lên là 1790 mũ 2 lên coi đồng dư mấy ha. Một bảy 9 0 mũ 2 chia cho 2019. Trời ơi số gì cũng hết hồn luôn. 1966 1966 quá mập à. 2019 rồi ơi trời rồi 10 rồi đến bao nhiêu đến 20 kiểu gì cũng phải đưa tới 20 thôi. À, vậy là 23 tất cả mũ 2 nên 10 tất cả mũ 2 nên là mũ 20 thì đồng dư bên này là 1966 mũ mấy mũ 2 lên thôi ra 20 nè thay là 1966 nha. Thầy sẽ tắt máy đi, thầy sẽ bấm trên máy tính ở ngoài của thầy cho nó nhanh nha, cái bấm này lâu quá. 1966 mũ 2 thì đồng dư với 2019 đúng không, ra 790 modem 2019. Rồi 20 này mấy đứa nâng lên 50 cho thầy. 50 được không, 100 được không, 100 thì cái này phải tất cả mũ 5 lên thì cái này cũng phải mũ 5 lên thì thầy lấy 7 7 7 90 mũ 5 được không, không được cứ từ từ nâng lên sợ gì đúng không. 790 mũ 5 không được, máy không làm được rồi. À, mũ 5 không được thì thôi giờ mình nâng lên mũ 40 được không, 40 với 10 ra 50 đúng không. Vậy thì đi 23 mũ 40 đi thì bên này này mũ 2 ra 40 thì bên này mũ 2 lên 790 mũ 2 thấy không, 790 mũ 2 chia 2019 các em là 299. Rồi 40 rồi đến hai kết 23 mũ 50 được không? Đó, 50 đến 100 này mình nhấn hai này nhân lại nè, lấy hai này nhân lại ha. Lấy hai cái này nhân lại chia cho 2019 được không? Mấy đứa giờ mãi vô bấm thôi. Rồi đầu vậy là lấy 1966 nhân cho 229 chia cho 2019 như là 1966 nữa. Đó. Này này là thầy ghi lại chỗ này cho mấy đứa nhiều đứa chưa quen đó, 1966 nhân cho 229. Rồi đồng dư lại 1966 nữa. 2019 mỗi đồng 2019 ha.
Ok, 50 rồi. Nâng lên 100 nha. 23 cũng 100 thì lấy 1966. 1996 nha, thầy ghi nhầm chỗ này nha. 19 cái mắt bị sao rồi, 1996 nha các em. Chứ không phải là 66 nha. Rồi 1996. Mũ 2 lên. Một chín chín sáu mũ hai lên chia cho 2019 các em dư là 529, mua đúng 2019 nha mấy đứa, 2019 rồi. Mũ 100 rồi mấy con sẽ nâng lên thử 500 được không? Mấy con thử nó 500 thì mấy đứa phải bấm bao nhiêu tương ứng là 529 mũ 5 được coi. 529 mũ 5 không được rồi, giờ mũ 5 không được, giờ mình nâng lên mũ 3 thôi, mũ 3 ra được 23 mũ 300 đi thì đồng dư là 790. Ồ Vi ra là US rồi, đợi địa chỉ nha Vi. Ồ Ngọc cũng ra luôn rồi hả? Ok vậy thì tiếp tục thì nâng lên nha. Ok, mũ 300 thì là 5 mình lấy 29 mũ 3 lên thì ra 790 đúng không? Mô đun, tại vì viết ngắn lại tí mấy đứa, 2019 ha. 300 là mình sẽ tới 500 được không? 500. 500 đến 1000, 500 thì là 23 mũ phải 200 nữa đi. Thì 529 mũ 2, lấy 529 mũ 2 đồng dư lên. Mình kết hợp với ra 500 được, ra 1219, ra 1219 mô đun 2019 rồi nhân hai thằng lại lại nhân lại. Có nhiều em làm vô tình làm khác khác của thầy, nó nhanh hơn thầy, cứ việc làm nha, đừng có sợ gì nha. Lấy 790 nhân cho 1219 rồi đồng dư coi bằng bao nhiêu nha. 500 mà êm rồi đó, 500 nâng lên 1000 rất là nhanh rồi. Rồi 790 nhân cho 1219 đồng dư là 19 lại 1966 nữa rồi đúng không, mô đun 2019 rồi mình nâng lên 1000 được rồi nè. 23 mũ 1000 500 tất cả mũ 2 lên, ở bên này là 1966 mũ 2 lên, 966 mũ 2 là 729, 790 trên này là mang số nè, hỏi bấm nè các em đó. Mô đun 2019 mấy em làm xong rồi coi định lý, coi cái hàm Euler dùng thầy nha, nếu mà em làm xong nhanh hơn thầy á làm Euler ha. Rồi đến 2000 các em, 23 mũ 2000 thì bên này là 790 mũ 2 lên đúng không, 790 mũ 2 thì mới thế này này, có 299 nè, 299 nè, 229 chứ. Mô đun mũ 2019 được chưa, rồi đến 23 mũ, giờ kết hợp thằng nào, thằng này với 20 đây là nó sẽ ra đúng không. Rồi rồi vậy thì mình kết hợp hai cái màu xanh mình cộng lại thôi, 2020 đồng dư với hai cái số này như này nè, 790 với 229 đúng không, 790 nhân 229. Ok. Để chỉnh nó rồi, tìm đồng dư nha. 229. Ồ ra 1219 đúng kết quả, người ta cho kìa các em 1219. Mô đun 2019. Đây là một cách nha mấy con. Cái cách này là mấy con dùng phương pháp đồng dư thôi. Đồng dư bình thường. Cách thứ hai mình sẽ dùng dùng hàm hàm Euler ha, hàm Euler kết hợp với đồng dư ha. Rồi hàm Euler là gì mấy con còn nhớ không, muốn làm dùng hàm Euler thì cái này không dùng phép mát được, thiệt sự phép mát rất là ngon êm đúng không, nhưng mà phép mát phải có hai điều kiện, cái số chia số chia phải là số nguyên tố và ước chung, cái số bị chia và số chia phải ước chung lớn nhất bằng một mới làm được. Nhưng mà bản thân mấy con phân tích 2019 ra, thầy phân tích 2019 ra cái thử số nguyên tố nè,
phân tích ra các em con phân tích ra thừa số nguyên tố thì nó ra không bằng chính nó, thì chính nó là chính là hợp số, hiểu không? Đó. Rồi thầy thử phân tích 2019 đó nha. Chắc thầy thì chị nói hàm bêu lơ một chút xíu thôi, mấy con tự tự về làm ha, chứ ở đây không có thời gian để làm hết được. Đó, phân tích ra, ok. Cái phân tích nó cả là nhiêu, 2019 là cả. À, tự nhiên thầy bấm mức chung lớn nhất. Số 4 chứ nhỉ. Casio và Inoko nó tìm mức chung lớn nhất nó khác nhau nha. Phân tích ra thừa số nguyên tố nó khác nhau nha. Bấm phím nó khác nhau đó. Đó, các con dùng máy nào thì con bấm máy đó thôi. 2019 thầy phân tích trên Vinaphone, thầy bấm ra là bằng 3 nhân 6 73, nó bằng 3 nhân 6 73 thì không phải là nguyên tố rồi, số nguyên tố rồi. Vậy thì con sẽ loại hàm định lý Fermat ra, loại Fermat ra nha. Vậy thì mình sẽ làm hàm Euler, tại vì sao? Tại vì bản thân 23, 23 là số nguyên tố. Đó, rồi 2019 là 3 nhân 6 73 chẳng có gì chung hết á, vậy chắc ăn ứng chung đến nhất bằng 1. Vậy thì mấy con có thể làm Euler nha. Vậy thì ở đây thầy sẽ tìm Euler nhanh cho mấy đứa con ha. À, muốn tìm Euler á, muốn tìm Euler của 2019. À, vậy thì mấy con sẽ làm là đầu tiên mấy con phân tích 2019 ra ngoài. Phân tích là thừa số nguyên tố nó có phải là 3 nhân 6 73. Rồi, vậy công thức hàm Euler thì lấy 2019 nhân cho 1 trừ đi 1/3. Nhân cho 1 trừ đi 1/673. Rồi, con sẽ tìm ra được cái mũ của nó nâng lên nó bằng 1 nha. Vậy thì mấy con sẽ tính nào. Nghe con tính nó thôi, 2019 ngoài đi. 2019 mở ngoặc 1 trừ đi 1/3. Đóng ngoặc mở ngoặc 1 trừ đi 1/673. Mấy con sẽ tìm được nó là, trời ơi, tới 1.300 mấy đúng không? 1.344 đúng không? Đó. Vậy thì rất là đơn giản, từ đây mình sẽ suy ra 23 mũ bao nhiêu mấy con? 1.344 đúng chưa? Đồng dư với một mô đun bao nhiêu đây? 1.219. Vậy nó còn thiếu bao nhiêu nữa mình sẽ nâng từ từ lên, được không? Nó thiếu hình như thầy nhớ không, nhớ là 600 mấy đó, mình nâng lên 600 mấy là mình xong rồi đó. À, đó, tùy mấy con, là khúc sau này mấy con tự làm nha. Nhưng mà thầy theo thầy là đáng lẽ cái này là số này lớn quá, làm nhiều lần nó cũng khá lâu quá nha. À, còn 600 mấy thì mấy con phải nâng từ từ lên tới 600 mấy nữa, đúng không? Đó. Rồi, mấy con tự về làm cái này cho thầy nha. Đặt cái quan quan sát bài này ha, đề cũng của thành phố Hồ Chí Minh đó. Tìm bội số nhỏ nhất của 2019 có tận cùng là 7 chữ số 1. Có nghĩa là các số cuối cùng có 7 chữ số 1 là được nha, mà phải nhỏ nhất nha. Mà bội thì các em học rồi, cách tìm bội trên máy tính thầy cũng có video thầy dạy tìm bội trên máy tính nha, mà ở đây là điều kiện có 7 chữ số 1. Vậy mình sẽ dò từ từ xuống nha. Vậy thì mình sẽ dò nha, kiểm tra từ từ nha. Kiểm tra từ từ nha. Kiểm tra từ từ nè, kiểm tra menu. Đầu tiên cái con nhập menu 8 vô nó sẽ xuất hiện bảng EBIT đúng không? Rồi là bội của 2019, các em học bội rồi. Bội là nhân, nhớ câu là bội là nhân, ước là chi. À, muốn tìm bội 2019 thì con lấy 2019 con thử trước. À, nhân cho x đúng không? X thì ở đây mấy đứa chắc ăn là chạy từ mấy? Số 0 đúng không? Bội là nhân mà, nhân từ 0 nó đến, mình kiểm tra một số đến số 9 coi, coi số nào là số 1. Mà mấy con nhìn sơ sơ là chắc ăn là không, mà không ra số 1 được rồi. 1 1 thì chắc ăn là ra 9, 2 ra 8, 3 ra 7 đúng không? 4 ra 6, đuôi là 6, 5 5 đuôi 5, 6 6 nhân 9 đuôi 4 đúng không? 7 nhân 8 đó, cũng không ra được. Chỉ còn cuối cùng là số 9 thôi, 9981 này, đúng không? Đuôi số 1. Đó, mình sẽ dò được nha. Bắt đầu nè. Sau đó mình cứ dò từ từ lên, các em cứ dò từ từ thôi. Bắt đầu nè. Từ chữ 0 rồi kết thúc là số 9. À, ta được nè, ta được lúc này chắc ăn ít, chắc ăn nó phải là số mấy, số 9 là chữ số cuối cùng là ít đó ha. Rồi rồi, vậy thì mấy con thầy để cái bảng thế bồ lên cho mấy đứa luôn nha, để tí thầy cũng lập vậy luôn cho nhanh ha. Menu 9, menu 8 chứ đúng không, nhập vô 2019 vô nha. Mấy con tự lập bảng thế bồ vô 2019. Rồi, ít nha. Bấm bằng ra. Bắt đầu từ số 0. Số 0 thì chắc anh không đúng rồi, nhưng mà thôi mình cứ chạy theo quy tắc vậy thôi. Đó, 9.
con nhìn dò cái số hôm sau á, trên YouTube cái vụ mấy chỉ số hôm sau là thầy cũng có dạy hết rồi nha. Đó, chỉ số hôm sau nữa không, đâu ra số 1 đâu, cuối cùng này chỉ có số 9 thôi. Ô đúng không, số 9 nó ra số 1 thôi đúng không, vậy thì chắc ăn 2019 đúng không. Rồi vậy thì tiếp tục mình sẽ tiếp tục mình làm nữa nè, tiếp tục kiểm tra ha. Chính rồi, chắc anh là mình sẽ kiểm tra FX tiếp theo nè, tới bao nhiêu đây, 2019 luôn, đuôi 9 thì chắc anh mình sẽ dò lên là hôm nay số là một chữ số đúng không, giờ mình sẽ dò số có hai chữ số, vậy thì mình sẽ đặt là 10 ít, chắc anh số cuối cùng phải là số 9 thì mới ra một được. Đó, cũng bắt đầu chạy luôn đó, cũng bắt đầu là star đúng không, ta bằng không và n là 9 luôn đó, mình sẽ suy ra được lúc này mình sẽ tìm được x lúc này nó bằng bao nhiêu đây đó, x nó bằng số mấy để đuôi tiếp tục ra con một nữa, lúc này bấm ạc bấm trở về thôi, rồi sau đó giờ cái phím là ra, giờ phím ra nhập vô 10 x, mình kiểm tra số có hai chữ số đó các em, lúc nãy nào đầu tiên là một chữ số rồi đó à, làm từ từ làm mấy lần nó ra rồi. Ồ, 10 x cộng 9 chắc ăn phải đuôi 9. À, nó mới ra số trước số 1 đằng sau được. Rồi ok, bấm bàn ra. Kiếm nào có hai chữ số 1. Không ra một số 1 à. Đúng không? Tiếp tục. Hai chữ số 1 là số 6 nè. Rồi. Số 6 coi còn có nào, còn số 2 số 2 số 1 hết rồi. Đúng không? Suy ra x bằng 6 đó. Suy ra x bằng 6. Rồi vậy mình sẽ tìm được cái số tiếp theo này, chắc ăn là số 69 rồi đó nha, chắc ăn là tận cùng 69 có hai chữ số 1. Tiếp tục. Rồi. Mình sẽ tiếp tục nè. Tiếp tục fx bằng 2019. À, giờ hai chữ số rồi đúng không? Kiếm ba chữ số là 100x cộng cho 69 đúng không? Đó, đây nè. Đó, số 6 nè, số 9 rồi thấy không? Đó, rồi ok, cũng bắt đầu như vậy. Ta là bằng 0, em kích và cũng như vậy luôn nha. Mình tập giờ đây thầy sẽ làm nhanh chút xíu nha, thầy sẽ không viết đầy đủ nữa ha. Tại vì thường đề thành phố Hồ Chí Minh á, nó không cần ghi các em quá, không cần ghi khách trình bày, cần chỉ cần ghi đó số thôi nha. Rồi coi thầy thì tìm được số máy nha. Rồi lấy máy giờ vô. Bấm ạc bấm trở về thay thôi. Là 100x và 69 thôi, đúng không? Mấy con làm sao mấy con cứ xuống câu giới nha. Đây có câu giới rồi đó. Rồi kiếm là ba chữ số 1. Ồ, ba chữ số 1 nè, ba chữ số 1. Em dò xuống hàng số mấy? À, hàng số 3 là x tương ứng x bằng 2 đó, thấy có 5 4 3 1 1 đúng không? Suy ra x lúc này tiếp tục nó lại bằng số 2. À, vậy thì mình thêm được nữa rồi. Rồi và từ đây fx tiếp theo thì biết fx tiếp theo nha. Fx tiếp theo là bằng 2019. Mở ngoặc ra, hôm nay mình là ba chữ số rồi không? Giờ mình sẽ bốn chữ số. 1000x cộng bao nhiêu đây, muốn có ba chữ số 1 phải là 269 đúng không, vậy để điền vô 269 đó, vậy từ đây mình sẽ suy ra được x nữa nè bằng máy nha, mình bấm ạc bấm trở về theo thầy nghĩ mấy cái nó ra rồi. Đó, sửa số 2 nha, sửa mình lại em biết lại. Nhập cái đó vô, bấm bằng ra. Kiếm thằng nào có 4 chữ số 1 mình sẽ chọn. Mỗi bài chữ 1 à, không được. À, 4 chữ số 1 này là bằng 2. À, tiếp tục x bằng 2 có 4 chữ số 1. À, kiếm coi còn nữa không? Hết rồi các em. Rồi, vậy tương tự tiếp tục fx nữa. Đấy, 2019. Rồi lúc nãy ba chữ số rồi, bốn chữ số là 10.000 x
Rồi tiếp theo mới tìm được đường số 2 nữa. Vậy muốn có 4 chữ số 1 thì phải có 4 chữ số 1 thì bắt buộc mấy con phải có cái gì? Đó. Phải có tận cùng là 2269. 2269. Trời ơi trời, ra 4 chữ số 1. Bấm mạc, bấm trở về tiếp tục dời ra. Thêm số 0 ở đây nữa. Tiếp tục bảng thứ bộ tiếp theo các em. Bấm bảng ra. 5 chữ số 1 cho thầy. 5 chữ số 1. Mới là 4 chữ chưa được. Mắt hoa này. 4 chữ số 1. Chưa thấy nữa. 5 chữ số 1 nha. Ra coi. 5 chữ số 1 là số 7. À, suy tết bằng 7 nè. Vậy được thêm một số nữa. Rồi. Rồi tương tự mình tiếp tục làm FX nữa. Lấy 2019 mở ngoặc ra 1 2 3 4 5 x rồi ở đây là 7 2 2 6 9. Tiếp tục lập bảng thứ bộ tiếp theo. Cái này có 7 dưới số 1 phải không? Gần ra rồi. Thêm số 0 đây nữa nè. Thêm số 7 trước. Con nhập vô cũng vẫn star là không. N là chính nha, bấm dời sang đây. Năm chữ số 1 rồi đúng không? Giờ kiếm thêm nữa. 6 chữ số 1 cho thầy. Dò cái nữa ra rồi. Đây 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 số 8. 8 thì có 2 4 6 à 2 4 7 chữ số 1 luôn. Ok, từ đây suy đến còn 8 luôn. Có 7 7 chữ số 1 luôn. Nó đang 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 từ 5 mà lên tới 7 luôn nè. À, được 8. Đúng không? Đó, tới đây mới còn kết luận được chưa? Đó, mới còn kết luận nè. Rồi kết luận vậy. Số cần tìm là rồi những cái đáp số đó 176 đó, nguyên cái dàn trên mạng tới thế bộ x bằng 8 mà ra 176 2467 chữ số 1 1 2 3 4 5 6 7 chữ số 1 cái đó xong bài à, tìm số tự nhiên n nhỏ nhất nha. Nhỏ nhất nha mà mũ 3 lên bắt đầu bởi chữ số 10 mà kết thúc bằng chữ số 43 cuối cùng. Cái điều sai lầm của bài tập ngày hôm nay nè, mới đầu thì làm á, thì làm thì chặn hai đầu á, bài thông thường là chặn, nhưng mà thì chặn cuối cùng dò nó không ra. Mới đầu thầy cứ nghĩ nè nha, mấy con cũng đi thi cũng phải trong đầu cũng phải nghĩ hai cách nha. Ở đây có bốn dấu sao thì chắc ăn là bốn số đúng không? Có nhiều em nghĩ hiểu bốn sao là bốn số, nhưng mà thực sự cái đề này không phải bốn sao là bốn số, cái sao 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 là cái chấm chấm nhiều á. Nha. Mới đầu thầy sẽ chặn như vậy nè, thầy chặn nhưng mà thầy cuối cùng thì tìm không được ra đáp án đúng, nên thầy nghĩ là cái sao là không phải đúng bốn số. Lúc khi con làm bài tập các con cũng nên nghĩ cái cách đó nha, cái cách này nè nên nghĩ trước nhưng mà nó không đúng nên mình phải nghĩ sao là khác. Có nghĩa lúc đầu thì sẽ chặn nè, n mũ 3 nó sẽ chặn là nó sẽ nằm trong khoảng từ nè 1 0 đúng không, rồi cái sao mình thầy sẽ đặt là 0 0 bé nhất là 4 số 0 đó, rồi 4 3 đằng sau, rồi nhỏ hơn hoặc bằng đây, lớn nhất là đây nè chắc ăn nè, lớn nhất là sao là 9, 4 số 9 đúng không? Thầy sẽ viết màu khác đi, 4 số 9 nè. Đó. Nhưng mà thầy làm xong thì thế lại thầy không đúng mấy đứa. Nên thầy phải 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 làm được cách khác, nhưng mà thầy thể đây thầy nói luôn, cái cách đầu nó làm con mấy con phải nghĩ điều này ha. Rồi con bỏ mũ 3 thì con lấy căn bậc 3 của hai này lên nha, căn bậc 3 của hai chỗ này lên. Muốn bấm căn bậc 3 thì bấm shift căn nha, bấm phím shift rồi bấm phím căn lên nó ra căn bậc 3 nha, rồi nhập số này lên. Bỏ mũ 3 này đi, mấy đứa lấy căn bậc 3 lên nè. Đó, thầy sẽ bấm nè, căn bậc 3, shift căn bậc 3 ha. Thì nhập vô thử coi, 1 0 rồi 1 2 3 4 4 3 thì bấm căn lên nó ra 215. Nó vậy là tương ứng phải lấy 216, 215 phải mấy á. Rồi, tương tự cái bên kia thì cũng bấm vậy luôn. Nè, nhưng mà nó sai nha mấy đứa. Nhưng mà thì để đây thì nói cho mấy đứa coi luôn. Đáp số là bằng 222. À, đây là 222. Thì từ 16 đến 22 thì lập bảng thế bồ một phát một có mấy số à đúng không? Có bao nhiêu
có 6 số à? À mà kiếm đầu đầu 10 đuôi 43 là mấy con thử coi là bảng thế bồ ra đúng không nha. Ở đây vẫn rồi, phải bấm menu 8 lại đi. Ồ, để reset này. Nha. Rồi. Đây, sẽ bấm là ít mũ ba mà thế bồ á, ít mũ ba lên các em. Rồi chạy chạy là từ 216. 216. À, tới bao nhiêu? 222 ạ. À. 222 thử làm cái mấy con giò này con biết à. Nó để cho nó gãy mình rồi. Bước nhảy bên một này con dời phím sang bên này, anh nhìn này, kiếm thằng nào đuôi bên ba. Không có ra 43 luôn, chẳng có ra 43 hết. Trời ơi trời. Đó, giờ hoài đâu thấy bạn đâu. Vậy thì lúc này mấy con hiện nhiều nhiều con nghĩ đề sai. Không phải, đây người ta lúc này mấy con hiện lúc này nếu mà con làm cái điều này con dò không được ra đáp án thì mấy con này nghĩ ồ trong đây chắc ăn còn nhiều sao nữa mình chưa biết. Vậy thì bài này không có thể giới hạn được. Thường những bài tập ra như vậy thì là giới hạn, vậy là thành công rồi đúng không? Dò đầu dò đuôi là ra thành công thì nó. Nhưng mà bài này không thể vậy. Vậy thì mấy con phải xử lý giống cái bài mấy con vừa tìm bộ ở trên đó mấy con. À, mấy con sẽ làm từ từ ha. Số tự nhiên này nhỏ nhất mà n mũ 3 bắt đầu giờ không thể làm bắt đầu được, phải cuối thôi 43. Kiếm số nào mũ 3 lên trước cho thầy nha. Đầu tiên mình sẽ giải bài này như thế này, mình dò từ từ lên. Nha. À, mình sẽ bấm menu. Menu 8 nó sẽ lập bảng Fx. Thì con sẽ đặt là x mũ 3 cho thầy. Bắt đầu từ số mấy? Bắt đầu chắc ăn là không thể là chữ số 0 được rồi đúng không? Số 1 mới được chứ. Không mũ 3 lên 0 làm gì có 43 làm sao đúng không? Bắt đầu chữ số 1. À, kết thúc là số 9. Kiếm coi có số nào là số 3 nha. Đó. Menu 8 ha. À, cho đặt là x mũ 3. À, bắt đầu từ số 1. Kết thúc là ô trời trời nó bấm nó chạy mất tiêu. Kết thúc là số 9 nha, à, bấm giờ đến đây. 9 nha. Bước nhảy vẫn là một step là một nha các em. Nó chạy mình dần một số rồi, kiếm nào có ba chọn nè. Nào muốn ba nên ra số 3 sau là số mấy đó. Đó giờ rồi 43 là số 7 đúng không, 7 của 3 này đuôi 3 đúng không, mà có 43 luôn đấy chứ đúng không, 43 là sao luôn, nó có 43 luôn á, thấy không, 7 mũ 3 ra 43 luôn rồi ok rồi, kiếm đầu có số 10 nữa là ok rồi đó ha. Đó. Rồi à, ta được x bằng 7 đó, thì cho kết quả quả nó máy nào nhiêu các em, 343 đúng không, đó. Có đuôi 43, đuôi là 43 rồi, tiếp tục mấy con làm tiếp tục Fx cho đây, 7 có đuôi 43 là đúng không. Giờ mình sẽ kiểm tra chữ số hàng, đây là một chữ số đúng không, kiểm hai chữ số Fx lúc này bằng lúc này là 10x đúng không, cộng 7 tất cả mũ 3 lên cho thầy, cũng bắt đầu là từ chỗ số mấy, nhưng mà bắt đầu cái này nào bắt đầu từ số không được nha mấy con. À, star là một, em là chỉ nói kiểm tra coi, kiểm tra khi nào mà thấy số đầu 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 là số 10 nào ok mình ngưng ha, nhỏ nhất mà đúng không. Rồi tương tự bấm ạc bấm trở lại cho thầy, rồi bấm lại 10 đúng không. Ừ, thì tắt cái này đi rồi. Rồi mở ngoặc trước nè, 10x số có hai chữ số đặt là 10x. 10x. Cộng 7. Đóng ngoặc mũ 3 lên. Bắt đầu từ số 0 tới số 9. Kiểm nào có 10 chọn. Nào có 43 không? Không là 43. Mà không có số 10 tiếp tục dò khi nào thấy 43.
Số 0 thì vẫn là đuôi 43 đúng không? Có mấy số kia không có 43 mấy em. 33 8 8 ra 03 9 ra 73 hết rồi các em, phải có số 0 nha. Số này có số 0. Đây nè, có 43 này không? Wow. Nào bây giờ thấy không? Không nè, có 343 thấy không? 343. Đó, ok. Vậy thì ở đây là từ đây mình sẽ suy ra x bằng 0 hả? 0. 0. Vậy từ đây suy ra x bằng 0 ha. Từ đây suy ra được x bằng 0. Vậy là chắc anh là 07 mấy rồi đó. Giờ tiếp theo. À, được chữ số hàng chục rồi đúng không? Cái này chữ số hàng đơn vị nè. Rồi tương tự nè. Rồi tương tự FX tiếp theo. Tiếp theo rồi hàng chục rồi giờ mình đến hàng trăm đúng không? 100x. 100x. Đúng không? Cộng 7 tất cả mũ 3 lên. Rồi tiếp tục dò với thầy. Bấm thế bộ lại. 100. Vẫn chạy được không luôn. Giờ sang bên này nhìn. 343 không được. 1243 không được. Phải số số đầu là số 10 mới được. Dò xuống. Ơi đúng không? Số 10 đúng không? Chưa thấy gì luôn. Ok. Rồi. Vậy đi cái em dò đây em không thấy gì hết đúng không? Vậy tiếp tục mình sẽ nâng lên hàng nghìn thôi. Đó, FX lúc này nâng hàng nghìn thôi. 1000 x cộng 7 tất cả mũ 3 lên. Rồi các em dùng bảng dò thải dò. Thấy không là biết liền đúng không? Rồi. Vẫn vậy luôn nha. Dò khi nào nhìn thấy số đầu là 12 là ok, 10 chứ đúng không? Rồi, cái hàng x ở số 1 luôn nè. Một ra được là 10211 đuôi 43 nè, đúng không? Dạy xuống hàng tiếp theo rồi, đó, đầu là 80 loại rồi. Rồi cái này là chặn màn hình rồi, đúng không? Chặn màn hình thì mình có thể mình chi suất được ha. Nhưng ở đây mình có cái số nhỏ nhất, thì nhỏ nhất cái chất đầu tiên của mình là cứ đầu là số 10 đuôi 43 thì mình chọn thôi, đúng không? Đã được. Lúc này x nó bằng chữ số mấy mấy con? X bằng chữ số 1, đúng không? Chữ số 1 vô đây thì chắc anh cái số cần tìm quá đơn giản nè. Tìm số tự nhiên n đúng không? Đây. Này số 1 vô đây nè, là chính là 1007 nè. Đó mà mũ 3 lên nè, vậy thì cái số cần tìm là 1007 nha. Vậy số cần tìm là số cần tìm nè. Ta được x ta được x bằng 1 thì suy ra được cái số cần tìm là gì em? 10 bao nhiêu đây? 2147343 gì đó ha. Từ số cần tìm này. À, ta được x bằng 1 thỏa thỏa đề nè, thỏa kết quả của đề nha, thỏa thỏa giả thiết đề đi nha. À, cái số này là cái số thầy ghi ra cho mấy đứa coi luôn ha, là số bao nhiêu? 102111 47343 đúng không? Ok. Vậy số cần tìm là lúc này là bao nhiêu các em? Thấy vô x bằng số 1 nè, 1 ở đây, đúng không? X bằng số 1 vô đúng không? À 1000 cộng 7 là 1007. 1007. Ta bắt tìm n nhé, phải tính n mũ 3 nha mấy đứa. Đó, tới đây là đáp án cuối cùng của mình. Các em coi đề ha, yêu cầu chứng minh 14 mũ 8 tất cả mũ 2020 cộng 10 chia hết cho 11, đúng không? Mà muốn chứng minh chia hết cho 11 thì chắc anh là phải khi em chia cho 11 thì đồng dư phải là số 0. Nó không có dư thì nó mới chia hết được, đúng không? Nhưng mà bản thân có rất nhiều em sai lầm dùng công thức là x mũ n tất cả mũ em á, có nhiều em dùng công thức là lấy n nhân m mấy đứa. Đó, mấy đứa lấy 8 mũ 2022, trời ơi mũ nó mập u nô à, tính nó chết luôn á. Bài này thầy nhìn vô thầy có một cái gì? Thầy thấy có một cái em nè, đây nè, đây nè.
số 11 là số nguyên tố. Vậy có khả năng mình khai thác định lý Fermat cho nó êm ha. Đó, còn nếu mà kết hợp với cái số số bị chia nữa mà nó không ước chung lớn nhất không phải nằm bằng một á thì mấy đứa quay ra hàm Euler để xử lý. Đúng không? Ồ, không được đúng không? Euler thì hai số chia và bị chia phải ước chung lớn nhất bằng một chứ, đúng không? Đó. Vậy thì ở đây mấy đứa sẽ tính trước này điều này cho thầy trước đi. Lấy 14 mũ 8 chia cho 11 coi. Như mấy? Mô đun 11. Như mấy ha? Thầy sẽ bấm 14 mũ 8 alpha chia cho 11, hoặc là các em dùng Casio, Vinaphone đều làm được hết điều này ha. Thoải mái hết. Như 5 đúng không? Thầy bấm trên Casio thì để bấm alpha chia ha. Ở đầu nào cũng vậy thôi mới được. Vinaphone bấm OPTN đúng không? Bấm số 1 nè. Rồi bấm 14. Mũ 8 cho 11 nha. Nó còn dư 5 thôi, đúng không? Đầu nào cũng dư 5 thôi. Ok. Rồi vậy thì từ đây suy ra nè. 14 mũ mấy? 8. Đúng không? Tất cả mũ 2020 thì chính là bằng gì? Đồng dư của 5 mũ 2020. Đúng không? 5 2020. Đúng chưa? Mà 2020 á các em. 2020 là các em con rắn này số 5 với số 1 là hai này chắc ăn ước chung lớn nhất bằng 1 chứ gì nữa, đúng không? 5 với 1 là số nguyên tố mà. Đúng không? 11 là số nguyên tố. Điều kiện làm định lý Fermat là gì? Số chia phải là số nguyên tố và số bị chia và số chia là ước chung lớn nhất phải bằng 1 cơ. Thì lúc này mình sẽ dùng công thức định lý Fermat thì sẽ trực tiếp luôn, thầy sẽ làm đồng dư luôn ha. Rồi, giờ xuống hàng nha. Này thầy ghi lại đi, vẫn là mô đun 11 đây. Đó, ok nha. Vậy thì thầy sẽ làm chậm nữa này nè. À, 5 mũ mấy các em? Đây là mũ 11, mấy em còn nhớ công thức định lý Fermat không? Là 5 với 11 ước chung lớn nhất bằng mấy? Bằng 1 đúng không? 11 là số nguyên tố, đúng không? Số nguyên tố. Rồi vậy thì từ đây cái A công thức là A mũ P trừ đi 1 đó, đúng không? Đồng dư với 1. Đó, mô đun P. Đúng chưa? Công thức định lý Fermat đó. Ai quên thì phải coi lại ha, còn không đôi nâng mũ từ từ vẫn thành công nha. Vậy thì cái P này ở đây là số 11 nè. Là số 11 vậy thì trừ đi 1 là 10. Vậy thì 5 mũ 10. Đó, thầy đâu quên dùng máy tính đâu. 5 mũ 10 đồng dư với 1 mô đun bao nhiêu đây? 11. Rồi, 10 mà 10 làm sao một cái ra 2020 được. Đúng không? 2020 thì lấy 2020 coi. 2020 này 2202 luôn. Trời ơi, đúng không? Vậy thì tới đây mình sẽ nâng một cái direct là 5 mũ gì? 2020 thì tất cả cái này mũ mấy mới biết đâu. Cái này nè, cái này tất cả mũ có phải là 202 không? Đó, thì bên này cũng là một mũ 202 luôn. Vậy thì đồng dư 1 luôn, mô đun 11. Nha, ai chưa coi định lý Fermat thì thầy làm cái này là mấy đứa thấy là lạ đó nha. Vậy từ đây suy ra 14 mũ 8 tất cả mũ 2020 cộng 10 chính là đồng dư với nè, thằng này đồng dư với 5 mũ 2020 mà 5 mũ 2020 đồng dư với 1. À, 1 cộng cho 10 là 11. 11 mà chia 10 thì đồng dư với 0. Mô đun bao nhiêu đây? Mô đun 11 cái gì nữa? Đúng không? Đó, mà đồng dư thì không là chia hết rồi, đúng không? Không dư thì chia hết, đúng không? Kết luận vậy. 14 mũ 8 tất cả mũ 2020 cộng 10 chia hết cho 11. Rồi, mấy con trình bày vô nha. Mà 240 cái, nếu bán 2/3 thùng thứ nhất, bán đi 2/3 thì con này 1/3 thùng, đúng không? Đó, 1/3 số táo. Rồi ok, nếu bán 3/4 thùng thứ hai và 4/5 thùng thứ ba thì số táo còn lại trong các thùng đều bằng nhau, đúng không? Tính số táo ban đầu của mỗi thùng. À, vậy là trong đây có 3 loại, đúng không? Rồi có 3 thùng chứ, đúng không? Tính số đầu của mỗi thùng. Đó, vậy mình sẽ gọi x y z lần lượt là số táo của
mỗi thùng 1, thùng 2 và thùng 3 nha. Mình sẽ gọi ảnh mình giải. Rồi khi em giải vô. Có số 1 nha. Các con gọi đi. Gọi XYZ. Cái bài này nó dễ giải nha, những cái bài mà các em cái gì có ba ẩn mà có ba ẩn mà lập được hai phương trình nó với căn, hoặc là bốn ẩn mà có lập được ba phương trình mà không thể bấm máy được đó, lúc đó nó mới hay ha. Mà trên YouTube thì cũng có hai video thì phải nói về đó đó. Cái gì cái bài thì nhớ không lầm là bài châu châu anh cọ gì đó không đó, với cái đào đào mương đào đào đắp đắp mương đắp máng gì đó, sâu sinh gì chính sĩ gì đó. Đó đó thầy đã có hai bài thầy nói về dạng khó đó rồi đó. Còn thì sự bài này nó quá dễ nha. Gọi x y z lần lượt là số táo nha. Lần lượt thùng 1, thùng 2 và cuối cùng là thùng 3. Và chắc ăn số táo là luôn luôn thuộc nguyên dương nha mấy con. Thuộc nguyên dương. Rồi ok, giờ mình sẽ phân tích nè. Theo đề ta có phương trình. Có hệ phương trình. Ở đây thầy không có làm chậm nha, làm rất là nhanh ạ. Hệ phương trình là gì? Tổng số táo của ba thùng à, cộng lại thôi, x cộng y cộng z bằng 240. Rồi, nè, nếu bán 2/3 thùng thứ nhất đúng không? Bán 2/3 rồi thì chắc ăn còn lại bao nhiêu? Đó, 2/3 thì bán đi nguyên một thùng là một, mà trừ đi 2/3 thì chắc ăn là còn lại 1/3, 1/3 số táo. Đó, thùng thứ nhất là còn 1/3 số táo nè. Thùng thứ hai vẫn một thùng là một, trừ đi 3/4 thì chắc ăn nó còn 1/4. 1/4 nhân y số táo của nó. Và tương tự thùng thứ ba 4/5 thùng, vậy nếu 1 trừ đi 4/5 có phải là bằng 1/5 thùng không? À, số táo trong thùng không? Vậy là 1/5 z. Và số táo là trong mỗi thùng còn lại đều bằng nhau, có nghĩa lúc này mình sẽ lập được là 1/3 x bằng bao nhiêu? 1/4 y bằng bao nhiêu các em? 1/5 z. Đúng chưa? Đúng chưa? Các con cần nhớ bài này không? Bài này có nhiều cách, một là phép thế hay là dùng gì? À, thì nhớ là cái bài mà dùng gì đây thầy quên, người ta dùng tính chất giải tỷ số bằng nhau. Bài này dùng tính chất giải tỷ số bằng nhau cho nó dễ các em nha. Có thể sử dụng tính chất giải tỷ số bằng nhau nè. Đó thì sẽ giải cách này ha. Rồi thì sẽ có nghĩa là 1/3 nè, thì sẽ viết vậy nè. Số hàng là x trên 3 được không? Bằng y trên 4. Nó bằng z trên 5. Sau đó thì dùng tính chất giải tỷ số bằng nhau của chương trình lớp 7 nè. Trời ơi dễ nhạt luôn, x cộng y cộng z dưới là 3 cộng 4 cộng 5 x cộng y cộng z bằng 240. Ở dưới là nhiêu? 9, 12 đúng không? 240 chia 12 phải được 20 không? Vậy xuống hàng x bằng nhấn chéo lên x lên đây 60, y bằng 4 nhấn chéo lên đây 80, và cuối cùng z nhấn chéo lên 100. Kết luận vậy số táo thùng 1, thùng 2, thùng 3 lần lượt là 60 quả, 80 quả và cuối cùng 100 quả nha. Còn mấy con muốn làm thế nè, thế nè. Mấy con sẽ biến đổi là y bằng cái gì? À y bằng 4/3 x. Đúng không? Nhân chéo lên. Đó, thay y bằng 4/3 x cho. Thấy chưa? Z bằng cái gì? Nhân 5 lên. 5/3 x thay vô cộng 5/3 x. Thấy chưa? Nếu 4/3 x cộng 5/3 x cộng x bằng 240, ship xô tìm ra x. Có x thay x vào đây tìm được y. Rồi thay x vào đây lập tức tìm được z. Đó, nhưng mà cách đó làm nó dài. Theo thầy chọn giải tỷ số bằng nhau lớp 7 làm cho nó dễ. Rồi. Em quan sát đến bài tập này ha. Tìm số tự nhiên có bốn chữ số, biết nó là số chính phương, nó là bình phương của số tự nhiên ha. Và nếu thêm vào mỗi chữ số đó thêm một đơn vị là cộng cho một các em, thì cũng lại ra một số chính phương nữa. À, cái bài này mấy đứa con phải
đặt ẩn để giảm cái số lượng ẩn lên. Đây là số tự nhiên có 4 chữ số đúng không? Vậy thì trước tiên mình đặt điều đặt ẩn cho thầy trước để mình xử lý ha. Mình sẽ dạy nè. Mình sẽ gọi tìm số tự nhiên có 4 chữ số đúng không? Gọi số cần tìm đi. Là bốn chữ số mình đặt là A, B, C, D được không? Hoặc có nhiều em đặt X, Y, Z, T. À, nhưng mà tại sao thầy không đặt X, Y, Z tại vị trí thầy sẽ biểu diễn X theo Y, theo X, theo bảng, theo bộ cho dễ nhìn. Nên thầy đặt chữ cái khác cho nó dễ nhìn nha. Nhưng mà khi làm mấy đứa bắt buộc mấy đứa phải gạch trên cái đầu dùm thầy nha. Để phân biệt đây là không phải là A nhân B nhân C nhân D. À, đây là số có bốn chữ số đúng không? Đó, đây là số tự nhiên có bốn chữ số ha. Mà nó là số chín phương thì nó là số chín phương nên thầy sẽ đặt nó là bằng x bình phương. Số chín phương là số có khả năng bình phương lên được đúng không? Đó, hay số khai căn là số nguyên thì mới gọi là số chín phương đúng không? Rồi nếu thêm chữ số 1, rồi theo đề ta có, mình ghi vậy đi, theo đề ta có, theo đề ta có là gì? Thêm chữ số 1, thêm gì, thêm vào mỗi chữ số một đơn vị thì được một số chín phương. Vậy thì ở đây mỗi chữ số một đơn vị nó là A cộng 1 đúng không? Đó, rồi B cộng 1, rồi C cộng 1 luôn, và D cộng 1 luôn, và gạch trên đầu chứ thầy, gạch trên đầu đây, gạch trên đầu để phân biệt đây là phải nhân đúng không? Đó, thì cũng này nó bằng số chín phương nữa, nhưng mà số chín phương này chắc ăn là thêm một vô thì chắc ăn không bằng số này nữa, x bình phương nữa, mà mình sẽ đặt là y bình phương được không? Đặt là y bình phương. Đó, để ghi cái màu xanh lên cho nó nổi lên đây. Được chưa? Đó. Giờ làm sao mình xử lý nó đây? Đó. Giờ biến về biểu diễn x theo y, y theo x mới là quan trọng đấy. Đó. Giờ mình sẽ các em thử xử lý ra nha. Này thầy sẽ phân tích thử coi. Thầy sẽ phân tích ABCD này, E là chữ số hàng hàng nghìn đúng không? Thì sẽ tắt nó thử coi. Thì sẽ tắt nó ra ha. Đồ này xuống thì tắt nó ra coi. Vậy tương đương thì sẽ tắt cái này ra coi ha, coi như thế nào đó. Chứ để vậy sao mình xử lý được. Đúng không? AB là chữ, A là chữ số hàng gì? A là chữ số hàng nghìn đúng không? Vậy tắt là 1000 A cộng 100 B cộng 10 C cộng D có phải là bằng x bình phương không? Một ý nha. Đó, mình tắt ra mình coi biểu diễn được không? X bình phương chứ. Đó, rồi thầy sẽ đôn cái này lên, thầy cũng tắt như vậy luôn nha. Tương đương. À, đây là thêm một vô nào, đây là vẫn là đây chữ số hàng nghìn nha, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị nha mấy đứa. Vậy thì đây lúc này mình sẽ phân tích là bằng 1000 nhân 1000 a cộng 1 nhân 1000, vậy là 1000 a cộng 1000. Đó. Rồi, b là hàng trăm thì nhân cho 100 biến thành 100b cộng cho bao nhiêu, nhân cho 1 là 100. Còn C là hàng chục, cái này là nguyên cái này là hàng chục là nhân cho 10, vậy là cộng 10C. Ok, thầy thấy đấy có tình hình êm rồi đó. Cộng 10. Và cuối cùng D là hàng đơn vị, viết này là D cộng 1. Đó, thầy giờ này đây cho mấy đứa có nhìn ha. Đó, thì đây đi, thầy hàng vậy cho dễ nhìn ha. Đây chính là bằng Y bình phương. Đợi mấy đứa nhìn này. Đó, để bây giờ mình xử lý như thế nào đây? Làm sao mấy đứa xử lý chỉ còn hai ẩn thôi nha, chứ để còn ba ẩn là mấy đứa không có cửa nào làm được hết đó nha. Mấy đứa nhìn nè, làm sao đây, làm sao xử lý cho nó gọn đây.
Lúc này nếu mà đề vầy thì sao làm được ha? Vậy thì ok, được rồi mấy đứa nè. Thế lấy này trừ này mất nè các em. Nè, 1.000A trừ 1.000A mất nè, 100B trừ 100B mất nè, 10C trừ C mất nè, mất nè. Vậy chỉ còn gì? Còn Y bình trừ X bình bằng cái số thôi là được rồi. Ok. Rồi thành công rồi, đặt tên là số 1 cho thầy nè. Đặt tên là số 2, đúng không? Lấy 2 trừ đi 1. Mấy con hãy giải hệ phương trình rồi đó. Lấy bằng phương pháp cộng phương pháp thế gì không? Lấy 2 trừ 1. Từ đây vậy suy ra nè. Đó, làm sao chỉ còn hai ẩn mới được. Vậy thì này, đây là Y bình trừ X bình phương, đúng không? Đó, vậy là Y bình trừ X bình phương. Chữ Y nha mấy đứa, Y thường thôi nha, đừng ghi in hoa nha các em. Y bình nha. Lấy này trừ đi này thì lấy cái này trừ này mất nè, thấy không? Cái này trừ này mất nè, cái này trừ này mất nè, này trừ này mất nè, thấy chưa? Vậy thì còn 1.000 cộng 100 là 1.100, 1.110 cộng 1, ok, bằng 1.111. Trời ơi, 4 số 1. Rồi, ôi, tới đây này dễ rồi phải không? Vậy suy ra y bằng. À, vậy từ đây suy ra y bằng. Mình làm thế bộ theo ít cho em ha. Rồi bằng nè, 1, 1, 1, 1. Trừ x bình phương mấy con chuyển qua là cộng x bình phương. Rồi bỏ y bình phương bỏ lên lấy căn lên. Mà đây là số tự nhiên thì không cần lấy giá trị âm. Mấy con hiểu không? Lấy bảng thế bộ ra xử lý cho này. Bấm menu 8 cho này. X y chắc ăn là phải ra số nguyên mới được thì mới nhận được nha. Đó, đó. Nha, nhớ kỹ điều này nha. Rồi. Máy thì cái điều kiện thầy định chưa ghi điều kiện, mấy đứa ghi điều kiện vô cũng được nha. Với x phải thuộc số tự nhiên mới được. Y cũng phải thuộc số tự nhiên mới được nha. Rồi, mấy con đặt bảng FS cho thầy đi. Căn 1 1 1 1 cộng x bình phương bắt đầu từ số 0 kết thúc đến số 19 và cứ tiếp tục ta tìm được. Rồi mấy con thử kiểm tra coi nha. Rồi rút máy ra. Theo thầy nghĩ chạy trong khoảng mấy lần là ra thôi. Rút cái máy ra. Bấm menu 8. Rồi bấm canh vô. 1 1 1 4 cộng 1 cộng x bình phương. Rồi mới con bấm bằng ra. Bắt đầu từ số 0. Số 0 cũng thuộc số tự nhiên mà đúng không các em? Đó, số 0 số tự nhiên bao gồm từ số 0 trở đi đúng không? Mỗi lần kiểm tra cho thầy 19 số thôi nha. Có nhiều đồ, nhiều lúc nó kiểm tra hơn được 19 số nhưng mà thầy thấy trung bình nếu 19 nó an toàn ha. Rồi dò coi à, x chắc anh là nguyên rồi mà fx á, fx em nhớ này, fx chính là y, nhớ nha cho thầy nha. Đó, y nó thay thay đại diện cho fx đó. Đó, mà bên fx nó phải nguyên mới được thì mới chọn được. Rồi không nè, rồi một lẻ hai lẻ luôn, bấm chiếu xuống lẻ không à. Rồi 19 không được nữa, tôi kiểm tra đến 20 coi, bấm add, bấm trở về, bấm bằng. Tiếp tục bấm bằng nữa, rồi tới 20. Từ 20 đến 39 rồi. Một lần kiểm tra 19 số thôi nha, an toàn nha các em. Nó tính nó sẽ chuẩn hơn. Tôi thấy kiểm tra đấy 30 chưa ra, 32 không ra, 34 không có rồi, 39 không ra rồi. Rồi kiểm tra 40 coi nha. Ô 45 được 56 nè. Ôi sao lúc nãy thầy bấm sao mà tự nhiên nó một cái tới năm mấy luôn ta, trời ơi là trời. Ok thầy bấm lại coi.
Đấy là 39 nè. Ủa, tự nhiên nó nhảy xuống tới bốn mấy luôn à, tự nhiên nó chạy xuống ta. Tự nhiên nó chạy xuống dùng luôn như vậy nè. Mấy đáng lẽ tới 39 là nó ngưng rồi chứ. Ừ, tới đây nè. Không, sao kỳ ta. 39 không được rồi đúng không? Bấm ạc nè. Ồ, vậy thì nó nằm ở bốn mấy ra rồi đúng không? Rồi, ok. Vậy con kiểm tra lúc nay 40 rồi. À, đến 40 đi ha. 40. Rồi, 40 đến 50 59 đi. Kiểm mấy lần ra khỏe đúng không? 45 này nhớ. À, 45 được 56. Trời ơi, được 45 được 56. Có nghĩa là x nó bằng bao nhiêu đây? Thì vậy từ đây suy ra x. Ta tìm được x bằng 56 y bằng x là bằng 45 đúng không? Y bằng 56. X là bằng 45. Đây là 45 đây, là 45 này. 45. Vậy từ đây suy ra 45 bình phương lên đây, 45 bình phương cái này khỏi tính nó ra đáp án luôn. Không, mình là 45 20 20 25. Kết luận vậy. Số cần tìm. Nghe mấy con. Số cần tìm là 2025. Giờ mấy con gần không tìm thì con lấy cái gì? À, 2 cộng 1 phải là 3 không? Mà 3 rồi 1 là 3 5 con lấy căn nên có phải là vậy không? À thử thầy để lửa lấy căn lên coi. À, giờ thêm mỗi chữ số đó vô một nó rồi nó phải là số chín phương không? Số chín phương là số khai căn được thôi chứ có gì đâu, đúng không? Rồi thầy thử lại máy nha. Giờ vậy là y chính là 56 đúng không? 56 là y bình phương là nó ra đúng không? Giờ thêm mỗi chữ số một đơn vị nữa là 3 nè, 1 nè, 3 nè, 6 nè, 3136 thì lấy căn 3136 nên có phải là số chín phương nha. 3 1 3 6 khai căn có ra nguyên không? À, khai căn ra nguyên được là chắc là số chín phương. Được 56 đúng không? Đúng ngay ngay cái vị trí này đúng không? Mình thử để thôi chứ thì sự mình biết đáp án rồi đúng không? Đây là 56 nè. Đúng không? 56 bình lên. Đó, chính là cái này. Hoàn chỉnh bài. Nha các em.